không trong một thời gian ngắn tới, đã một vài tuần hay một vài tháng thì thế giới vẫn chưa có thể là trải qua quay trở lại giống như trước đây, các anh chị em hình dung ạ. Và chính vì cái chỗ này mà các anh chị em lưu ý một điều rằng là trong một cái khoảng thời gian hơn một năm qua thì gần như mọi người trên khắp thế giới này bắt đầu dồn hơn, dồn 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 công việc kinh doanh cũng như tất cả mọi thứ gần như là lên internet, đúng không ạ? Và có rất là nhiều người ngồi tại nhà hoặc là có thể sống ở đâu đó thông qua internet, họ vẫn có thể đạt được cái mức thu nhập mà họ mong muốn, thậm chí có thể nhiều hơn. Thì các chị em biết đó là trong thời buổi ngày hôm nay, nếu mà chúng ta đi kinh doanh mà chúng ta không tận dụng internet, chúng ta không đưa cái công việc kinh doanh của chúng ta ứng dụng lên internet, không sử dụng nền tảng internet thì sao? Thì chúng ta sẽ tụt rất là xa các anh chị. Bản thân chúng ta cũng thấy được rằng là gì? Từ khi internet ra đời và các ứng dụng ra đời thì sao? Thì nó đã giải quyết được rất là nhiều bài toán cho chúng ta. Trước đây chúng ta thấy đi, mỗi lần mà chúng ta gọi điện thoại cho một ai đó trong nước hoặc là quốc tế thì chúng ta tốn rất là nhiều chi phí, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay chúng ta có thể gọi cả ngày cả đêm và gọi khắp mọi nơi trên thế giới, các anh chị, khắp mọi nơi trên thế giới chúng ta gọi từ sáng tới đêm, từ đêm tới tới tới, tới ngày hôm sau, đúng không ạ? Thì các anh chị em thấy rằng là chúng ta không có tốn nhiều và chúng ta chủ yếu là tốn tiền internet là chính thôi. Và các chị có biết rằng là ở Việt Nam mình là cái chi phí cho tiền internet đó thì cực kỳ thấp, đó là một cái vấn đề chính. Một thêm một cái nữa, nếu mà các anh chị em để ý đó là gì ạ? Đó là chúng ta có một cái cơ hội rất là may mắn, đó là chúng ta có thể kinh doanh không phải là chỉ ở Việt Nam mà chúng ta có thể kinh doanh toàn cầu thông qua internet. Bởi vì ngày hôm nay thế giới đã thay đổi rất là nhiều các anh chị. Có rất là nhiều anh chị em á, thì sao thì vẫn chưa chưa kịp, có nghĩa chưa kịp nâng cấp mình lên hoặc chưa nhận ra những cái giá trị quan trọng trong thời buổi ngày hôm nay, đúng không? Nên là có rất là nhiều người bỡ ngỡ khi mà sao, khi các cái khách sạn bị đóng cửa, các ngành nghề đóng cửa, rồi các hãng hàng không cũng đóng cửa, rồi thậm chí là phá sản các anh chị. Và bên cạnh đó thì sao, thì có rất là nhiều ngành nghề xáo trộn với nhau và rất là nhiều người thất nghiệp. Và đặc biệt hơn nữa thì sao, đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta không có thể đi đi đây đi đó, đúng không? Chính vì thế một lần nữa thì Vũ cũng nói với các anh chị em rằng là cái cơ hội mà ngày hôm nay Vũ muốn chia sẻ đến với tất cả các anh chị nó rất là lớn các anh chị, nó rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó thì sao, bên cạnh đó thì nó lại giải quyết được rất là nhiều bài toán, mà bài toán quan trọng nhất đó là gì? Chúng ta có thể ngồi tại nhà hoặc chúng ta ngồi ở đâu đó, đúng không ạ? Và thông qua internet, thông qua chiếc điện thoại di động của chúng ta, thông qua cái máy tính của chúng ta thì chúng ta có thể kinh doanh, chúng ta có thể khởi nghiệp một cách nhanh chóng để chúng ta có thể xây dựng cái kinh doanh của mình ra khắp ở Việt Nam và trên khắp thế giới. Ok, thì các anh chị em biết đó, ngày hôm nay cũng có thông báo đó là gì, sẽ chia sẻ cho các anh chị em một cái cơ hội kinh doanh toàn cầu, đúng không ạ? Và ở đây ấy, là các anh chị em cũng biết rằng là ở ngoài kia có rất là nhiều cơ hội, có nhiều cách để chúng ta có thể kiếm tiền, đúng không ạ? Và trên internet thì cũng có rất là nhiều cách để các anh chị em có thể kiếm tiền. Ok, và ngày hôm nay muốn chia sẻ cho các anh chị em một cách, đúng không ạ? Và cái cách đó có thể giúp cho các anh chị em kiếm tiền ở ngay tại nhà và thời gian thì tự do. Ok ha. Nhưng mà các anh chị em biết không ạ? Khi mà thời gian tự do thì sao? Thì chúng ta cần phải có một cái gọi là cam kết. Chúng ta cần phải có một cái gọi là nguyên tắc của chúng ta. Và một cái quan trọng nhất đó là gì? Chúng ta cần phải có kỷ luật. Tại sao vậy? Tại vì có rất là nhiều anh chị, các anh chị biết không ạ? Có rất là nhiều anh chị đi làm cho người khác thì làm rất là giỏi. Các anh chị hiểu không ạ? Đi làm cho người khác rất là giỏi. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi mà làm cho chính mình đó thì sao? Thì lại ê à. Tại vì sao vậy? Bởi vì không ai thúc ép chúng ta hết. Bởi vì không ai á là đưa ra những cái chỉ tiêu này, chỉ tiêu kia hay là áp lực này, áp lực kia. Nên sao? Nên đó là chúng ta khi mà làm cho chính chúng ta thì chúng ta cũng ê à hơn. Và
và cái khả năng để đạt được thành công thì cũng khó hơn. Chính vì lẽ đó thì đây là một trong những cái cực kỳ quan trọng các anh chị. Chúng ta cần phải sợ, chúng ta cần phải có kỷ luật khi mà chúng ta ở nhà, khi mà chúng ta ngồi ở đâu đó, khi chúng ta làm việc cho chính chúng ta thông qua Internet, thì chúng ta cần phải kỷ luật hơn. Chúng ta phải làm việc giống như mà chúng ta đang đi làm cho một ông chủ nào đó, đang đi làm cho một công ty nào đó, đang đi làm cho một bà chủ nào đó. Các chị em lưu ý ha. Ok. Và các chị em biết đó, hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể đạt được trong công việc kinh doanh, đúng không? Các anh chị em xây dựng kinh doanh nào cũng vậy, chúng các anh chị em tham gia vào đâu cũng vậy, các anh chị em làm một khởi sự một kinh doanh thì các anh chị em cũng có mong muốn đạt một cái điều gì đó. Thì ở đây cái kinh doanh này cũng có 3 điều mà Vũ muốn chia sẻ với các anh chị, và hy vọng nếu mà các anh chị em thích một trong 3 điều này thì các anh chị em sẽ thấy được cái giá trị của cái kinh doanh này rất là thú vị. Và nó có cái tính nhân văn của nó. Đó là gì ạ? Đó là cái kinh doanh này có thể giúp cho được rất nhiều người. Đó, cái yếu tố đầu tiên mà Vũ muốn chia sẻ rằng là không biết là các anh chị em có thích giúp những người khác hay không, đúng không? Nhưng mà yếu tố đầu tiên khi mà khởi sự kinh doanh này, khi mà làm cái công việc này thì sao? Việc đầu tiên đó là giúp cho rất là nhiều người. Và bên cạnh đó thì sao? Khi mà chúng ta giúp được rất là nhiều người thì cái điều thứ hai cực kỳ quan trọng đó là gì ạ? Kiếm được rất là nhiều tiền từ khắp nơi trên thế giới. Ok, chúng ta giúp được rất là nhiều người thì rất là nhiều người này không phải chỉ ở Việt Nam không, mà là ở trên toàn thế giới thông qua Internet can trực. Ok ha. Và đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tiền từ khắp nơi trên thế giới. Đó là cái điều thứ hai. Và điều thứ ba đó là gì ạ? Là các chị em có thể rằng là đi du lịch và học tập ở nhiều nơi khác nhau. Thì đối với cái cơ hội kinh doanh của ngày hôm nay mà cũng muốn chia sẻ với các anh chị ấy, thì nó có được một cái điều thứ ba đó là rất quan trọng, đó là các anh chị có thể được đi du lịch rất là nhiều nơi, và đặc biệt là được học, được trải nghiệm và được gặp gỡ những người thành công rất là đặc biệt. Đây là ba cái yếu tố rất là quan trọng trong cái cơ hội mà ngày hôm nay cũng muốn chia sẻ với các anh chị. Và nếu mà các anh chị em mà cảm thấy ba cái điều này nó có thể rằng là gì, là các anh chị em đang khao khát lâu nay, thì hy vọng rằng các anh chị em hãy tập trung hơn để lắng nghe từ đầu tới cuối, đúng không ạ? Bởi vì các anh chị em biết rằng là để mà nắm bắt một cái kinh doanh nào đó, để nắm bắt một cái cơ hội nào đó, để nắm bắt vào một cái kế hoạch nào đó thì hay là một dự án nào đó, thì các anh chị em cần phải sao? Cần phải tập trung, các anh chị em cần phải chú ý để làm sao? Để mình nắm bắt chi tiết. Chứ còn không mà mình nắm lơ tơ mơ thì sao? Thì cái cơ hội đó nó vượt qua. Bởi vì chúng ta khi chúng ta nắm lơ tơ mơ, chúng ta không có chi tiết đó, chúng ta không rõ ràng, và chúng ta cảm thấy rằng là gì, sao nó mơ hồ quá, sao nó như thế này, sao như thế kia, thì lúc này sao? Thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cái cơ hội. Ok ha. Những người thành công là những người là khi mà một cái cơ hội đến, khi một người ta giới thiệu một cái gì đó thì người đó sẽ sao? Tập trung nắm bắt tất tần tật xong rồi sau đó bắt đầu đưa ra quyết định có làm hay không làm, có tham gia hay không tham gia. Các anh chị em hình dung ạ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái gì cũng vậy, nếu mà mọi dự án, mọi cơ hội, mọi công việc này công việc kia mà mình không có tập trung lắng nghe, không có tập trung để mà suy nghĩ thì sao? Thì chúng ta rất là khó để mà thành công các anh chị. Ok ha. Rồi thì các chị em biết đó, là hiện tại bây giờ và trước đây thì có bốn cái góc nhìn khác nhau trong cái việc mà đi kinh doanh, đang trong cái việc mà kiếm tiền. Thì ở đây á, Vũ cũng chia sẻ cho các anh chị em sơ lược thôi, đúng không ạ? Trước đây chúng ta cũng nghe nói tới nào là kim tứ đồ, đúng không ạ? Kim tứ đồ nó thể hiện lên để cho các anh chị em khái quát để đi kiếm tiền là thì sao, nó có bốn góc nhìn khác nhau. Một đó là gì ạ? Đó là nhóm người đi làm thuê, được chưa? Và thứ hai là nhóm người tự kinh doanh riêng, và cái nhóm thứ ba đó là nhóm chủ doanh nghiệp, và cái nhóm thứ tư đó là nhóm nhà đầu tư. Ok, thì các chị em biết rằng là nhóm mà đi làm thuê thì sao? Thì rất là nhiều, đúng không? Và Vũ cũng đã từng đi làm thuê các anh chị, và nhiều người cũng từng đi làm thuê. Sau đó là sao? Sau đó có người thì là tự đi kinh doanh riêng, rồi sau đó là sao? Có những người sao xây dựng một cái doanh nghiệp riêng, trở thành một chủ doanh nghiệp riêng, đúng không ạ? Và sau đó sao trở thành nhóm nhà đầu tư. Ok,
vấn đề câu chuyện được đặt ra rằng là nếu các chị em mà chỉ tập trung vô đi làm thuê thôi, thì có một điều xác định là nếu chỉ tập trung một việc đi làm thuê thôi thì sao, thì nó thì con đường mà trở nên giàu có nó rất là khó, đúng không ạ? Và còn nếu mà chỉ tập trung vô cái việc đó là gì, tự kinh doanh thôi, thì nói rằng là để mà thực tế mà giàu á, thì cũng khó chứ không phải là dễ đâu các anh chị. Ok ha. Còn nếu mà sao, nếu mà chỉ có làm chủ doanh nghiệp thôi á, thì sao, có thể giàu đó nhưng mà vẫn chưa bền. Ok, thì nó còn một cái vế nữa là các nhà đầu tư. Các anh chị nhớ, vấn đề quan trọng nhất đó là làm sao mình uyển chuyển. Có những người đi làm thuê nhưng mà họ rất là giàu. Bởi tại sao vậy? Bởi vì họ đi làm thuê, sau đó họ tích góp, đúng không? Bắt đầu họ nghiên cứu, họ học hỏi, họ tìm hiểu và bắt đầu sao họ hướng tới nhóm nhà đầu tư. Ok các anh chị ha. Và ví dụ những người mà tự kinh doanh chẳng hạn, ví dụ giống như tự kinh doanh chẳng hạn, giống như có thể là bác sĩ các anh chị mở phòng mạch riêng, hoặc là một cái người mà bán quầy thuốc tây riêng, hoặc là một người hớt tóc, hay là một người nấu ăn, hoặc là mở ra quán phở bán, hay là một cái tiệm tạp hóa nào đó. Đó, đa phần những người đó tự kinh doanh. Nhưng khi họ tự kinh doanh như vậy họ kiếm được tiền, nhưng mà họ kiếm được tiền xong rồi thôi, họ cách dành đó, họ giữ đó, thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện khác. Nhưng mà nếu mà những người đó mà chịu học hỏi, chịu nắm bắt thì sao, họ có thể uyển chuyển, họ có thể chuyển thêm một phần của cái việc đó là gì, đó là đến cái nhóm nhà đầu tư, thì sao họ có một phần trong đó, thì sao thì họ cũng rất là giàu các anh chị. Ok ha. Và những người làm gì, nhóm làm chủ cũng vậy. Ok, nhóm làm chủ là gì? Chẳng hạn giống như có một cái ông nào đó làm một công ty là đó, mở ra một công ty đó, chẳng hạn giống như một xưởng điều, đúng không? Hay là một cái xưởng, hay là một cái công ty sản xuất gì, giày, hay là công ty về mỹ phẩm, công ty về một cái loại gì đó. Các chuyện vô thì sao họ kiếm được tiền xong, họ bắt đầu sao? Chuyển hướng đầu tư. Đó. Đây là bốn mô hình. Nhưng mà có bốn cái này mình phải lưu ý rằng là ba cái này gần như là dồn về hướng này. À, nhóm nhà đầu tư thì các chị em biết rằng là đa phần là trong hai cái nhóm này, thì là hai nhóm này là cái nhóm cực kỳ quan trọng. Hai nhóm này tạo nên rất là nhiều người giàu có trên thế giới, các chị họ uyển chuyển với nhau trong hai nhóm này. Ok ha. Và ngày hôm nay thì Vũ chia sẻ cái cơ hội này, cái cơ hội này nó có thể giúp cho các chị em nằm ở trong hai cái nhóm này. Các chị em hình dung ạ, hai cái nhóm này rất là quan trọng. Nếu các chị thực sự là khao khát trở nên giàu có, các chị em muốn kiếm được nhiều thì sao, thì là một trong hai nhóm này rất quan trọng. Và ngày hôm nay cái cơ hội của chia sẻ các chị nó nằm ở trong hai nhóm này là chính. Ok. Và cái cơ hội đó có tên gọi là gì thì cũng chia sẻ các anh chị. Cơ hội đó được tạo ra bởi một công ty có tên gọi là Rào Văn, một công ty nếu mà dịch ra tiếng Việt đó, thì gọi là đám đông số 1. Tên là Rao là đám đông. Nhưng mà công ty này có tên số 1 nữa, nó gọi là Rao One, gọi là đám đông số 1. Ok ha. Thì cái công ty này á, nó mở ra một cái cơ hội để giúp cho nhiều người có thể kinh doanh trên online 100% là trên điện thoại di động, hoặc là trên cái máy tính của mình đó, hoặc là trên cái iPad của mình đó. Thì sao? Thì mình gắn kết với internet và mình có thể kinh doanh được với Rao One là gì, 100% là trên internet. Và đặc biệt đó, cái cơ hội này á, là dành cho tất cả mọi người nha các anh chị, trên 18 tuổi, trên 18 tuổi, có gọi là hiểu biết, có nghĩa là đầy đủ tư cách của một công dân, thì sao thì có thể kinh doanh được. Thậm chí có nhiều người, nhiều bạn trẻ chưa đủ tuổi nhưng mà sao, nhưng mà họ hiểu được vấn đề đó, thì họ có thể rằng là mượn cái thông tin của người nhà, người ta có thể kinh doanh. Các chị em thấy đó, trên thế giới hay là ở Việt Nam lâu lâu vẫn xuất hiện những người bạn trẻ 13, 15, 17, 18 tuổi, nhưng mà sao họ rất là giỏi. Các chị nhớ, họ rất là giỏi, họ có thể đạt được rất là nhiều thứ. Nhưng mà sao? Nhưng với dưới 18 tuổi, hầu như họ rất là khó để hợp tác với một công ty nào đó. Các chị em hình dung ý không? Nhưng mà sao? Họ có thể rằng là gì? Thông qua cha mẹ, thông qua một cái người thân thì họ có thể kinh doanh được, hợp tác được. Tại vì sao? Tại vì sống trong cái thời kỳ này á, các chị em lưu ý rằng là chúng ta kinh doanh trên Internet, và trên Internet thì có muôn vàn thứ.
Và ngày hôm nay ở Rawan là một trong số rất là nhiều công ty. Và đặc biệt Rawan nổi trội lên được một điều đó là gì? Trong suốt một cái khoảng thời gian chưa đầy 3 năm, nhưng Rawan đã tạo ra được một cái cộng đồng, gọi là một cái đám đông có con số khoảng 32 triệu người đã đăng ký trong cái nền tảng của Rawan các anh chị. Thì Vũ vừa mới được cập nhật đó là khoảng 32 triệu người đã đăng ký trong cái cộng đồng của Rawan trên toàn thế giới các anh chị. Ok ha. Nên á, cái công ty này, cái cơ hội này á, nó không phải cho một người đâu các anh chị, mà cho rất là nhiều người, chứ không phải là một người hay một nhóm người, mà rất là nhiều người. Và lời đầu tiên thì Vũ cũng dặn với các anh chị em rằng là cái cơ hội Rawan này nó không phải là một công ty bán cổ phần, mà nó cũng không phải là một công ty đánh bạc hay là đầu tư hay là sổ số hay là ngoại hối. Và cũng không phải Rawan đưa ra một cái giải pháp để cho các anh chị em đầu tư rồi ngồi không để mà lấy lãi hay lấy lời này kia, không có. Ok. Và đặc biệt Rawan cũng không phải là một công ty tiền điện tử hay là coin này coin kia hay là token này hay là token kia, các anh chị em lưu ý nha. Và đặc biệt nữa rằng là gì, Rawan cũng không phải là một công ty phát triển trò chơi hay tạo ra những cái website để mà các anh chị em đánh bạc hay là chơi cá độ này kia, không. Rawan không có làm việc đó, các anh chị em lưu ý ha. Và Rawan á chỉ làm gì, làm nhiệm vụ đó là gì, tạo ra cộng đồng và họ bán các cái sản phẩm trực tuyến bao gồm các cái chương trình khách hàng thân thiết miễn phí đó. Và đặc biệt đó là Rawan tạo ra một cộng đồng mạng xã hội, giống như là các chị em thấy là nhiều tập đoàn, nhiều cái hệ thống website, nhiều cái hệ thống app sao ạ, thì tạo ra một cái nền tảng để sao, để hút rất nhiều cộng đồng. Thì Rawan là một cộng đồng trong một cái nền tảng trên website, trên app. Ok ha. Và ở đây Rawan hiện tại bây giờ thì đang sử dụng một cái phương thức thanh toán, là cái phương thức là gì, họ bỏ ra tiền, họ quảng cáo, họ đưa nhiều người tới cái nền tảng của họ. Thì ở đây Rawan thì sao, thì họ không bỏ ra tiền quảng cáo, họ không bỏ ra tiền quảng cáo, mà họ tạo ra một cái nền tảng là gì, thay vì bây giờ tôi bỏ ra hàng triệu đô để tôi quảng cáo, thì hàng triệu đô đó nó chảy vô mấy cái công ty quảng cáo, mà các chị em hình như nó chảy vô các cái công ty như là YouTube hoặc là Google, thì phải Google, YouTube là thuộc Google các anh chị, hoặc là trả cho Facebook, đúng không, hoặc là thông qua các cái đài truyền hình, thông qua các cái tạp chí, coi như là gì, chỉ có một nhóm người họ kiếm được tiền thôi các chị em hình như, hàng triệu đô la tiền quảng cáo, đúng không, của Lazada hay là Alibaba hay là của các cái công ty này công ty kia hay là của Grab đi nữa, thì sao, thì tiền đó nó chỉ chảy vô cho một nhóm người thôi, một nhóm cái công ty nào đó thôi, chẳng hạn giống như chảy vô cho công ty Google chẳng hạn đó, hoặc chảy vô cho công ty Facebook chẳng hạn, hoặc là chảy vô cho đài truyền hình chẳng hạn, hay một kênh truyền hình nào đó trên thế giới chẳng hạn, hoặc là chảy vô cho một công ty nào đó có một cái tạp chí để quảng cáo, hay một công ty nào đó mà nó hay quảng cáo trên affix banner lớn ngoài trời khác chứ, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà đối với Rawan đó thì họ làm cách khác các anh chị. Thay vì họ phải bỏ ra như thế thì họ xây dựng lên một cái nền tảng, một cái hệ thống gọi là affiliate marketing. Có nghĩa là chia sẻ liên kết, các chị vô gọi là tiếp thị liên kết. Có nghĩa là gì? Bạn đến với tôi, đúng không? Thông qua một cái đường link giới thiệu. Các chị em hình dung ạ. Và Amazon họ làm rất tốt cái việc này các anh chị. Amazon là một trong những cái công ty mà thiết kế lên một cái gọi là tiếp thị liên kết rất là thành công. Và Amazon đã trở thành một trong những công ty giàu nhất hành tinh các chị. Các chị em hình dung nhé. Đó là gì? Đó là họ sử dụng cái nền tảng và tạo ra đường link. Đó, chia sẻ đường link này đi. Đó, thì sao? Thì ai vô đó mà mua sản phẩm hay mua dịch vụ gì của chúng tôi thì sao? Thì bạn sẽ được phần trăm kia lại. Các chị vô mà. Thì sao? Thì các chị thấy vì tiền dồn về cho ông Google, ông Facebook hay ông đài truyền hình, ông tạp chí hay ông nào đó thì sao? Thì tiền dồn về cho nhóm này. Nhưng mà nếu mà chia sẻ cho mọi người thì sao? Thì được nhiều các chị. Thay vì hàng triệu đô chảy vô cho một nhóm người thì hàng triệu đô nó sẽ chia sẻ ra cho nhiều người hơn. Đúng không? Các chị em vô. Trước đây chúng ta đi ăn phở, chúng ta đi mua cuốn sách, chúng ta đi mua một cái điện thoại, chúng ta mua một cái gì đó, hay mua một cái phần mềm, hay mua một cái chương trình học, thì sao? Thì chúng ta thông qua bạn bè giới thiệu hay quảng cáo, chúng ta đâu được gì đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay ấy, là thông qua cái đường link đó, chúng ta đăng ký trở thành thành viên của công ty đó, đúng không? Trở thành một cái đại diện kinh doanh công ty đó. Rồi sau đó là chúng ta lấy một link, chúng ta chia sẻ,
rồi vô tình ai đó bấm vô, hoặc là một ai đó mà thân thiết chúng ta, chúng ta ngồi chia sẻ cho họ, mà họ lấy đường link họ đăng ký, hoặc là họ nhập cái username thì sao? Thì lúc đó, lúc đó công ty xác nhận mình là người có công chia sẻ cho một nhóm người nào đó thông qua cái đường link của mình, được không? Và khi mà công ty tạo ra được doanh số thì công ty sẽ chia sẻ lại lợi nhuận cho mình. Các chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Ok ha. Cái này cực kỳ quan trọng, tại vì nhiều người vẫn thấy rằng là gì? Nhiều người coi cái việc mà giới thiệu này nó giống gọi là gì? Ba cái đa cấp này, đa cấp kia, hoặc ba cái ảo ảo này, ảo ảo kia. Nhưng mà các chị em hình dung mình này, ở đây cũng chia sẻ các anh chị em rằng là nếu các chị em chưa biết gì về kinh doanh này, các chị em hay hoặc các chị em đã biết, thì các chị em phải hiểu một cái điều rằng là gì? Là chúng ta đôi lúc đó, chúng ta mặc nhiên thấy bình thường với cái việc là TV quảng cáo, đúng không? Hoặc là trên Facebook hay là trên YouTube mình đang xem phim, mình đang xem ca nhạc, hoặc là mình đang nghe một cái chương trình nào đó, hay là chúng ta đang làm cái gì đó thì sao? Quảng cáo đập vào mắt chúng ta. Nhưng mà các chị em không hình dung ra là gì? Là những cái đó đều sao? Đều tốn tiền từ cái công ty mà bán cái sản phẩm đó, dịch vụ đó, các họ muốn quảng cáo cái thông tin đó thì họ phải trả ra một cái lượng tiền rất là lớn. Các chị em hình dung hiểu không ạ? Và đôi lúc chúng ta mặc nhiên điều đó, chúng ta chỉ có công nhận là gì, những người đó có thể kiếm hàng triệu đô, thậm chí hàng tỷ đô, nhưng mà chúng ta lại sao? Chúng ta lại ghét bỏ những người sao nhỏ, gọi là cò con đó, những người nho nhỏ có công nó chia sẻ một cái đường link quảng cáo một cái gì đó thì sao? Thì chúng ta lại nói với họ rằng là gì? Ôi dồi ôi, ba cái gì đà cấp, ba cái thằng vơ vẩn gửi link tung tung. Các chị em hình dung nếu mà những công việc đó họ làm, họ vẫn kiếm được thu nhập, mặc dù đó nhiều các chị. Các chị hình dung này, Vũ có thể quảng cáo như thế này với công ty đầu hoàn rất là nhiều, nhưng Vũ không kiếm được nhiều, không kiếm được nhiều so với các cái công ty quảng cáo lớn các chị. Các chị hình dung không? Vậy thì sao? Vậy thì nếu mà lúc nào mà chúng ta cũng hình dung ra việc là gì? Tiền quảng cáo đó, tiền đó nó phải mặc nhiên phải đưa cho đài truyền hình, và mặc nhiên phải đưa cho các cái kênh như YouTube hay là Google hay là Facebook hay là công ty này công ty kia, hay là của tạp chí này của tạp chí kia, thì nó hơi tiếc các anh chị. Mà nếu mà làm như thế thì thực tế mà nói, đến ngày hôm nay cái tập đoàn Amazon nó không phải là, nó sẽ không thể trở thành là tập đoàn giàu có trên thế giới được các anh chị. Tại vì Vũ cũng biết về tập đoàn Amazon này hơn 10 năm rồi các anh chị. Và các anh chị có thể công nhận được điều là gì? Amazon là công ty Internet giàu nhất thế giới các anh chị. Nhưng mà sao? Nhưng mà họ mạnh, rất là mạnh trong cái việc đó là gì? Affiliate. Đó là sự thật các anh chị. Và có rất là nhiều người bình thường, nhưng mà sao? Nhưng mà họ có thể kiếm được thậm chí hàng ngàn đô, hàng chục ngàn đô, hoặc là thậm chí hàng triệu đô thông qua cái việc đó là gì? Chia sẻ đường link cho những người khác. Họ không phải chia sẻ cho Việt Nam không, họ cũng không chia sẻ cho nước Mỹ không, mà họ chia sẻ khắp thế giới các anh chị. Ok ha. Thì Round One thấy được một cái điều này rất là tiềm năng, nên sao? Round One đã áp dụng nó, và Round One đã làm được một cái điều mà rất là tuyệt vời. Đó là gì? Trong một thời gian chưa đầy 3 năm, họ đã tạo ra được một cộng đồng lên tới hơn 30 triệu thành viên ở trên khắp thế giới các anh chị. Các chị nhớ không? Cách đây 20 tháng khi mà Vũ đến với Rau Quanh, lúc đó Rau Quanh chỉ có khoảng hơn 500 ngàn thành viên các anh chị, nó rơi vào khoảng 500-600 ngàn thôi. Nhưng mà trong 20 tháng tới ngày hôm nay thì đã lên tới con số 32 triệu rồi. Ok ha. Thì Vũ cũng là một trong những người đóng góp đó, một phần nào đó cho cái sự phát triển đó ở khắp thế giới. Cũng rất là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì Vũ cũng đã có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này trên Internet cũng nhiều năm. Trước đây Vũ cũng đã chia sẻ đường link cho rất là nhiều ở trên khắp thế giới các anh chị. Các anh chị vô ạ. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì sau rất là nhiều năm đó, thì Vũ phát hiện ra rằng là gì? Round One là một công ty nó có rất là nhiều yếu tố cực kỳ thú vị. Một lát Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị. Ok ha. Rồi. Thì các chị em lưu ý xíu. Round One thì hồi nãy các chị em cũng đã nghe một cái đoạn clip rồi, nhưng bây giờ cũng sẽ mở lại cho các chị em xem một cái đoạn clip ngắn thôi. Các chị em chú ý lắng nghe nha. Các chị em chú ý lắng nghe, bởi vì
đôi lúc cứ nghe giọng của Vũ Hoài nó cũng chán hoặc là nhìn cái mặt mo này cũng chán các anh chị. Thì ở đây Vũ cũng muốn chia sẻ các anh chị cái đoạn clip để các anh chị em tập trung xem cái đoạn clip đó, thì các anh chị em sẽ thấy được rõ hơn về rau ăn một chút xíu. Nhưng mà các chị em lưu ý này, có rất nhiều đoạn clip, có rất nhiều thông tin, nhưng mà trong một thời gian ngắn các chị em không thể cập nhật được hết được. Trong một cái buổi nho nhỏ như thế này thì sao Vũ không thể chia sẻ hết được. Nhưng mà sao, nhưng các chị em chú ý lắng nghe, đúng không ạ? Mỗi có nghĩa là chúng ta sẽ xem một chút, hôm nay chúng ta tìm hiểu một chút, mai chúng ta tìm hiểu một chút, mốt chúng ta tìm hiểu một chút, thì sao chúng ta dần dần chúng ta hiểu rõ hơn về một cái rất là lớn ở rau ạ. Ok, xin mời các anh chị em cùng lắng nghe ha. Xuống một bạn. Xin mời các chị em cùng xem nha. Đây là một sự kiện rau quanh ở Dubai. Rau quanh, như các bạn đều biết, là một cộng đồng xã hội trực tuyến được thành lập và công ty tiếp thị được đăng ký ngay tại Dubai. Và chúng tôi kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời cung cấp cho họ quyền truy cập độc quyền vào một loạt các sản phẩm và dịch vụ có thể tiếp thị. Và chúng tôi có là nhà tiên phong của tiếp thị đám đông trực tuyến kể từ năm 2019. Từ đó, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số dân. Chúng tôi đã tăng từ 0 lên 30 triệu người chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm mà chúng tôi có mặt ở mỗi lục địa. Chúng tôi dịch thông điệp của mình sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi thực sự tuyệt vời và thực sự đi đúng hướng, và đây là tương lai. Cho quan sẽ là một nơi chúng tôi thành lập ở khu vực này và trên toàn cầu trong một thời gian rất dài. Vừa xem xong cái đoạn video clip, đúng không ạ? Đây là một sự kiện vừa diễn ra ở Dubai các anh chị. Và sự kiện này á, là đang trong cái giai đoạn là thế giới cũng đang là đại dịch nha các anh chị. Nhưng mà hiện tại bây giờ khu vực châu Âu hoặc là ở Mỹ thì hay một vài quốc gia tiên tiến thì nhiều người đã tiêm vaccine rồi, nên giờ họ có thể đi được. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì bây giờ bắt đầu nó mới nổi lên, đúng không ạ? Nổi lên và rất là nhiều người đang phải chờ, nên sao? Nên là ở đây á, là trong cái sự kiện này á, nó có khoảng 450 leader trên khắp thế giới, là 450 người gọi là đại diện cho các cái nhóm trên khắp thế giới đến Dubai vào ngày 25, 26, 27 tháng vừa rồi, các anh chị, tháng 5. Thì các anh chị em thấy đó, một sự kiện rất là thú vị, đúng không ạ? Và Round One được sáng lập bởi một cái người có tên gọi là Jonas. Và Round One thì sao? được thành lập là ở khu vực ở châu Âu, ở Thụy Điển đó, trụ sở của họ là bên Thụy Điển. Và bên cạnh đó thì họ xây dựng cái nền tảng ở Dubai, bởi vì họ muốn rằng là Dubai là trung tâm cho cái việc phát triển cái kinh doanh này ra toàn cầu. Bởi vì sao vậy? Mình nhìn trên bản đồ mình cũng sẽ thấy được rằng là Dubai là trung tâm của các cái châu, để làm gì? Để khắp nơi họ có thể về Dubai một cách dễ dàng. Và ngay lúc này đây thì sao? Ngay lúc này đây họ đang
họ đang xây dựng một cái hệ thống văn phòng lên tới 5.000 mét vuông ở Dubai các anh chị. Thì nơi đó sẽ tập hợp rất là nhiều người ở nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau. Thì ở Dubai thì các anh chị em cũng biết rằng là gì, họ có rất là nhiều điều kiện để làm gì, để có thể giúp cho một cái công ty là nó có thể phát triển ra toàn cầu một cách dễ dàng hơn. Ok ha. Và sau đây cũng mời các anh chị em xem một cái đoạn clip nữa. Năm 2020 đã xác định tầm quan trọng của mô hình kinh doanh online. Việc kiếm tiền từ nhà chưa bao giờ trở nên phổ biến như bây giờ. Dựa vào đó, chúng tôi đặt mục tiêu giúp bạn tạo ra mô hình kinh doanh online tốt nhất. Và nó sẽ nằm ngay trong túi quần của bạn. Xin trân trọng giới thiệu Trao Quan. Trao Quan đang dẫn đầu trong ngành marketing đại chúng trên toàn cầu với mục tiêu giúp đỡ tất cả mọi người. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp một mô hình kinh doanh lâu dài cho mọi người, bao gồm cả bạn. Thông tin qua phần mềm đa dạng và dễ sử dụng của Trao Quan, bạn có thể thành lập và phát triển một nhóm riêng của mình. Sau đó, các bạn có thể khuyến nghị và phân phát những sản phẩm online mang tính cách mạng và được chăm chút cẩn thận. Kiếm qua hồng từ đó, sản phẩm ví dụ có thể là trò chơi di động qua hồng online, đại lý du lịch ETC thông qua thư viện sản phẩm và dịch vụ khổng lồ của chúng tôi. Bạn sẽ luôn tìm được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng của bạn, qua đó tối đa hóa khả năng để bạn làm marketing về sản phẩm đó. Sắp xếp công việc của bạn cũng quan trọng không kém. Giao diện của Trao Quan được tối ưu hóa để công việc và mô hình kinh doanh của bạn có cấu trúc ổn định. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ hướng dẫn và đào tạo về mảng tự kinh doanh nhằm giúp bạn có thêm hành trang trên con đường tìm kiếm thành công. Và yếu tố trên tạo tiên và kết tiên sản phẩm, phát triển kinh doanh kết hợp hoàn hảo để tạo ra một phiên bản tốt nhất của chính bạn và đội của bạn, với hơn 25 triệu thành viên cùng những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời kết hợp với công nghệ phù hợp và tiện dụng. Hãy tham gia ngay hôm nay và cùng chúng tôi bước đến ngày mai tươi sáng. Và sau đây Vũ sẽ chia sẻ các anh chị rằng là đối tượng tham gia vào Trao Quan là ai, là những ai. Thì các anh chị em cũng vừa xem xong hai cái đoạn video clip rồi, đúng không ạ? Thì các anh chị em thấy rằng là gì, đủ sắc tộc hết. Ok ha. Và bởi vì sao vậy? Bởi vì Trao Quan dành cho rất là nhiều người trên khắp thế giới, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt gọi là ngành nghề, chức vụ này, chức vụ kia. Đó, chỉ cần đủ điều kiện cơ bản đó là trên 18 tuổi và có một cái gọi là chủ động trong cái việc ra quyết định thì sao thì có thể rằng là trở thành viên, trở thành cộng đồng của Trao Quan. Thì Trao Quan nó có ba cái đối tượng chính. Một đó là gì ạ? Dành cho khách hàng, là những người mà thích mua sản phẩm và dịch vụ giảm giá. Còn bên cạnh đó thứ hai đó là dành cho các thành viên, là người dùng sản phẩm và chia sẻ, thích xài sản phẩm rồi sau đó chia sẻ cho mọi người. Và một cái đối tượng nữa đó là gì? Dành cho các doanh nhân, là những người gọi là muốn kinh doanh, muốn hợp tác để cùng xây dựng Trao Quan lớn mạnh. Và bên cạnh đó thì khi mà làm cái việc đó thì cùng được hưởng lợi nhuận cùng với Trao Quan, với chính sách của Trao Quan. Các chị hình dung ạ. Ok ha. Đây là cái mà cực kỳ quan trọng. Thì ngày hôm nay á, là Vũ muốn chia sẻ cơ hội Trao Quan với mong muốn tìm đến với các anh chị, những người nào mà thực sự khao khát, mong muốn có một cái cơ hội để giúp cho mình có thể khởi nghiệp nhanh, hoặc là có một cái cơ hội để giúp cho mình có thể xây dựng một cái công việc, xây dựng một cái công việc kinh doanh, xây dựng một cái sự nghiệp để giúp cho mình kiếm được thu nhập lớn. Ok ha. Thì Trao Quan có thể giúp cho các anh chị em làm được điều đó. Ok. Rồi, sau đây tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các anh chị. Đó là gì? Sản phẩm và dịch vụ Trao Quan thì gồm những gì? Thì ở đây cũng chia sẻ các anh chị em rằng là sản phẩm và dịch vụ Trao Quan đó là nhiều thể loại lắm các anh chị. Thứ nhất đó là gì? Lĩnh vực về du lịch. Ví dụ giống như là các anh chị em có thể đến, các anh chị em biết là hiện tại bây giờ mà mình đi du lịch đó, thì đa phần là mình có thể sử dụng thông qua cái việc đó là tự đi,
đúng không? Tự đi tới, thích tới đâu xong bắt đầu sao thì mình đặt phòng khách sạn tới đó. Hoặc là ví dụ mình có thể book tour để mình đi, hoặc là ví dụ giống như mình có thể rằng là mình không book tour nhưng mà mình bay đến một cái nơi nào đó, sau là trước khi bay á thì mình lên một cái app nào đó, hoặc là mình lên một cái web nào đó xong mình gọi điện thoại mình đặt, đúng không? Thì bây giờ đa phần người ta sẽ hay book ở trên Agoda hay Booking hay là Hotel hay Expedia. Như Vũ chẳng hạn, từ khoảng hơn 10 năm nay á, thì đa phần á, là Vũ book khách sạn là thì Vũ book trên Agoda đó. Vũ cũng được viết một sao ở trên Agoda, nên là khi mà book á, thì Vũ được giảm giá. Các anh chị em hình dung á, được giá tốt nhất khi mà ở khách sạn này, ở khách sạn kia. Thì Vũ cũng đã sử dụng Agoda ở khoảng tầm hơn 20 mấy quốc gia trên thế giới đó anh chị. Đó, thì nên là Vũ cũng hiểu về cái việc này. Thì ở đây các anh chị nhớ này, khi Vũ xài cái Agoda đó trong suốt hơn 10 năm và chi rất là nhiều, nhưng sao? Nhưng mà chỉ được giảm giá thôi. Đó, mà lúc nào Vũ cũng quảng cáo cho cái công ty đó, cho cái app đó, nhưng Vũ đâu có được gì đâu. Các anh chị vô ạ. Và tại sao vậy? Tại vì cái app đó nó vẫn có đường link. Nhưng mà sao? Nhưng mà nó không bỏ công. Các anh chị vô, nó không bỏ công. Bởi sao vậy? Bởi vì chỉ có một việc đó thôi, nên là nó không bỏ công để làm cái việc đó. Hoặc là ví dụ Amazon đi đó, mình cũng mua trên đó nhưng sao cũng có một đường link. Rồi thế ví dụ giống như mà mình xài cái nào mình cũng có một đường link, rồi xài cái kia có một đường link, xài một cái nọ có một đường link, thì sao? Thì có rất là nhiều thứ, nó rất là khó, nó không có tiện lợi. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Nó giống như các anh chị em mua hàng mà các anh chị em thấy đi, cứ đi ra cái chỗ này mua, xong rồi muốn mua giày chạy ra chỗ giày, muốn mua áo chạy ra áo, muốn mua chỗ này chạy chỗ kia, thì sao? Thì nó rất là cực. Thì ngày hôm nay các anh chị em để đi, nếu mà các anh chị em để ý thì các anh chị em thấy rằng là gì, xã hội đang phát triển theo cái mô típ đó là gì, đó là ở trong một cái căn hộ hay trong một cái khu nào đó thì sao, thì nó sẽ có những cái trung tâm thương mại, đúng không? Và khi các anh chị em bước vào cái trung tâm thương mại đó thì các anh chị em có rất là nhiều thứ. Các chị em hình dung em, ok ha, các chị em lưu ý là vô đó nó có rất là nhiều thứ đó, nó rất là tiện lợi. Các chị lưu ý việc đó ha. Hoặc là ví dụ các chị em vô một cái website nào đó mà trong nó có rất là nhiều thứ thì các chị em cũng sẽ rất là tiện, thay vì chạy qua chỗ này chạy chỗ kia chạy chỗ nọ, nó rất là cực đó. Nó có cái mà các chị em cần lưu ý. Thì Round One thì sao? Trong Round One nó có một cái lĩnh vực về du lịch. Thì ngày hôm bình thường trước đây thì cũng sẽ đặt trên Agoda, nhưng mà bây giờ sao, khi mà Vũ làm Round One, đúng không? Khi Vũ tham gia vào Round One thì Vũ sử dụng sản phẩm của Round One rồi, sử dụng cái dịch vụ của Round One, là đối tác của Round One, hình như không? Các Vũ là một cộng đồng của Round One. Thì Round One á đi kết nối với một cái công ty ở Mỹ, công ty đó nó chuyên liên kết các cái khách sạn ở trên khắp thế giới, có 2,6 triệu khách sạn trên thế giới. Nó giống như Agoda các anh chị, nó giống như Booking vậy đó, nó giống như Hotel vậy đó, nó giống Expedia vậy đó. Thì thay vì Vũ phải book trên Agoda, Booking hay là cái gì đó thì sao, thì ngày hôm nay Vũ book ở trên LiveChain, mà LiveChain là đối tác của Round One. Các chị anh vô ạ, thì Vũ đến Round One thì Vũ book luôn ở cái sạc ở trong đó. Hoặc là ví dụ book xe bus, ví dụ đi châu Âu á, thì đa phần đó, khi mà Vũ đi châu Âu á, thì sao, thì Vũ cũng vô một cái app đó, xong rồi lại đăng ký, rồi là phải thanh toán để mà gì, đặt xe bus. Ở bên châu Âu á, người ta hay đặt xe bus thông qua các anh chị, chứ ít khi mà mua ra ngoài rồi mua vé đâu các anh chị, ít lắm. Người ta đặt ở trên trước rồi xong bắt đầu người ta ra chạm, thế là người ta đặt đi, ta đi thôi. Tại vì cái việc này cũng có hơn một tháng trời, gần 2 tháng trời trải nghiệm sống ở châu Âu, nên sao, nên là di chuyển khắp nơi thì sao, lên mạng rồi đặt vé đi, nó rất là thú vị các anh chị. Thì sao, thì trong cái nền tảng này của Round One, được chưa, thì nó có hết tần tật trong đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Ok, rồi thêm một cái nữa đó là gì, ví dụ giống như Vũ mà thích chơi game đi thì sao, thì Vũ lại phải vào một cái app nào đó hay vào một cái công ty nào đó thì Vũ lại tải về, đúng không, hoặc truy cập vào website nào đó, sau đó Vũ lại chơi game là ở một cái nơi khác. Các chị nhớ, thì ở Round One nó có thêm một cái thương hiệu mà Round One hợp tác với một cái tên công ty có tên gọi là Mister. Các chị nhớ, Mister thì trong này nó có hàng trăm, sắp tới có hàng ngàn thể loại game giải trí đó. Bên cạnh đó thì nó còn có những cái chương trình giải trí, có nghĩa thi đấu tournament đó, trị giá lên tới hàng triệu đô các chị em hình dung ạ, và rất là nhiều giải thưởng trong đó.
Đó là ví dụ giống như Vũ thích chơi thì sao? Thì Vũ thích chơi giải trí thì sao? Thì Vũ chỉ cần vô đây Vũ chơi thôi. Thay vì Vũ phải đi chỗ này chỗ kia hoặc là tải về app này app kia trên khắp nơi thì sao? Nó rất là phiền phức. Các chị cho, tại vì đến rồi qua là gì? Nghĩ tới lĩnh vực về du lịch thì Vũ có một cái thương hiệu riêng. Trong lai trong ra qua có một cái thương hiệu riêng. Ví dụ nghĩ tới việc mà chơi game giải trí thì nó có một cái thương hiệu riêng. Ok chưa? Và ví dụ giống như bây giờ, thay vì bây giờ các chị biết rằng là gì, trong cuộc sống đôi lúc mình vẫn hay mua vé số, đúng không? Nhưng mà mình mua vé số trúng 1-200 triệu hay 1-vài tỷ, 1-2-3 tỷ gì đó, thì đôi lúc mình cũng mua chẳng qua là mình mua cho nó vui thôi, đúng không? Hoặc đa phần mình mua vé số thì mua cho vui thôi, hoặc là mua giúp cho ai đó thôi, hoặc là bị nài nỉ quá thì mình mới mua. Nhưng mà sao? Nhưng mà trên thế giới các chị có rất là nhiều cái công ty mà sổ số trị giá trúng một cái là cuộc đời nó sang trang luôn. Đó là gì? Mình từng nghe tới những cái sổ số như là gì? Sổ số ở Mỹ chẳng hạn, nó trúng một cái là mấy trăm triệu đô la, hoặc là mấy chục triệu đô la, hay vài triệu đô la. Các chị nhớ không? Thì ở Round One á, họ lại sao? Họ lại có cộng đồng ra, họ đi kết nối với một công ty. Đó, một cái công ty đó nó gắn kết được 6 cái công ty sổ số lớn nhất trên thế giới. Từ ví dụ giống như của Mỹ này, của Anh này, của Pháp này, nó gom hết mấy người to đó trên thế giới vô một cái website. Đó, rồi cái website đó nó nhúng vô trong Round One. Thì thế thì Vũ là cộng đồng của Round One, Vũ truy cập vô trong tài khoản của Vũ ở Round One. Thì sao? Thì lúc này á, Vũ thích đi du lịch thì Vũ bấm vào đó, thích chơi game thì vô chỗ đó, thích mua sổ số thì vô đó. Thì bấm vô đó cái xong nó lựa một trong 6 cái công ty sổ số lớn nhất thế giới, thích chỗ nào thì bấm vô mua thôi. Thì mua sổ số, các chị nhớ, các chị em nhớ này, nếu mà mua sổ số nhỏ nhỏ thì dạ, thì giống như Việt Nam mình thì cũng có nhiều người mua, đúng không? Nhưng mà không mua theo kiểu là không, có nghĩa là tỷ lệ mà gọi là mua chủ động đó, rất là ít. Còn ở đây á, mà mua sổ số mà theo kiểu của quốc tế, theo kiểu của châu Âu á, thì các anh chị em thấy rằng là gì? Mua mang tính chất chủ động, không ai nào ép hết á. Các anh chị em có thấy không ạ? Mình đi mua, ví dụ ở nước ngoài đâu ai đâu mà ngồi quán cà phê mà từ sáng tới tối có tới mười mấy, 20-30 người, thậm chí có khi còn đông hơn, người ta tới mời mua vé số. Có không? Gần như không có.